tỷ phú Nguyễn Thị Thanh Nhàn nộp đơn kháng cáo dù đang trốn truy nã. Mạng báo Người Lao Động loan tin ngày 31 tháng 1, 2023 đưa tin tỷ phú Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, kháng cáo bản án sơ thẩm 30 năm. Đơn của bà Nhàn nêu rằng quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được bản thân bà là chủ mưu trong việc thông thầu. Trước đó, vào ngày 4 tháng 1, 2023, bà Nhàn bị Tòa Hà Nội tuyên án tổng cộng 30 năm tù trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Báo Haaretz của Israel trích một nguồn tin giấu tên ở Việt Nam cho rằng nguyên nhân thực sự đứng sau đằng vụ truy tố của bà Nhàn là do các thỏa thuận mua bán vũ khí. Lý do chính là cuộc cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.